Đó, mọi người bây giờ là đang chuẩn bị quay cảnh sáng, đang quay đó mọi người. Chưa làm tóc nữa thôi. Này, bà đồ mặt đâu chưa có miếng gì trên mặt đó kìa, cái mặt quạo nè. Nè, qua cho Hải phỏng vấn. Rồi, đẹp không? Sáng nay chủ đề gì đây? Quá trời rồi. Qua phỏng vấn kìa. Qua phỏng vấn cái gì sao đẹp không? Đẹp. Quá trời đất ơi, đất ơi. Tăng đi đi, đẩy về. Ê, lỗ đang làm tóc nè. Ai xin máy sấy? Trời đất ơi, ai vậy? Phải chăng là Diễm Huệ? Trời ơi. Mẹ ơi. Chút đi đã xong rồi, đang chụp hình tự sướng nè. Alo chị Ngọc. Alo em. Chị coi thịt giùm em vô đây coi. Vô nhà chưa vậy? Tôi giống mắt rồi. Chém gì mấy em ơi? Làm gì đâu, nó nói vậy ra mình dán vô đi. Chém gì bà nội, chống ghe mà. Rồi mấy ba chưa xong nè. Nhanh lên mấy ơi, xong chưa? Nhanh lên, nhanh lên. Dung không vấn chưa? Tao ăn đặt trước. Dạ vậy hả? Thì mà tao nói đọc của bà nó có cái này. 11 nó quen bạc cục điện á, rồi chị vô lắc chị nữa. Nhưng mà ai chiếu đèn cho chị, phải có đèn mới nó mới chiếu vậy chứ. Thổi rồi vô. Ừ, đúng á. Mấy bà nói là mấy bà làm mặt rất là lợt. Ban ngày mấy bà làm mặt lợt dữ lắm. Bà gọi là lợt chưa? Lợt mà, mặt em lợt không chỉ luôn á. Vậy đó ha. Nếu mà hai cái chùm đen ở ngoài sao thôi là cái bành là ăn đứt người ta rồi. Hai chùm đen vậy? Hai cái đen ngoài sao đó cái gì nhắn cái đuôi nữa đó. Có đâu. Trời ơi. Quay hình chứ không phải là diễn sân khấu chị ơi, làm mặt lợt. Trời ơi. Chị Nhung nhắn cái đuôi chút xíu à. Không có nhắn luôn á, chỉ có là để Alina không à. Nè, thấy mi nằm ẩm lét không? Bởi vì em biết quay hờn. Ba mặt đẹp quá. Chơi trò chơi vận động phải không?
leo lên. Sao không thấy đường hả? Không thấy đường, bị cận. Mà em cận mấy độ? Em cận bên 3.5, 3.75. Ôi dữ vậy. Em cận dữ lắm á. À, bình thường chị đâu biết đâu, không thấy em đeo kính, không biết. Đeo len đó. Đeo len. Có mấy lúc mà em không đeo len cái em dòm xuống dưới cái người ta quắc quắc em không thấy gì trơn á. Nhóm Huệ đó, ông Huệ mới lên không đeo đúng không? Ủa rồi sao không đợi, sao không gắn len trước chứ hai gắn mắt. Bữa nào mua len về gắn này. Không, nhớ rồi. Đợt quá, tôi nghĩ với ba, đơn sơ. Tại vì nãy mình ăn sáng sớm á. Em là sớm đó. Mọi con có ngồi chưa xong, chưa thay đồ kìa. Chị đi một vòng là chưa. Chị ơi, sáng tới mà nước lên tường ngủ không? Bắt không, sáng không? Không mà. Khùng. Tại vì nó cũng là bắt sáng mà. Có 3-4 người xong mà. Thì nãy là 5. Nay em sơ có 12 người mà cũng có 3-4 người xong mà. Ừ. Rồi lấy cái đội, đội cái đầu lên đi. Đội dương miệng lên đi. Ủa đội cái này luôn hả? Đội dương miệng luôn. Đó, mọi người thấy không? Ông rất là chỉnh chu rồi chưa? Lâu lắm mình mới lấy ra để xài. Ê, chị mới để ý nghe cái đồ vòng hồi con két quá hả? Con kẹt. Thôi, khoảnh khắc ẩn thăng quan. Đây là cái vương miệng mà cô khán giả làm tặng cho ổng. Ổng muốn đăng quay lúc nào ổng đăng quay. Ngày hôm qua ai không ta? Thụy Như hả? Ủa anh khán giả Thụy không? Ổng có ai đăng quay ta? Anh Thủy. Hôm đeo qua, anh Thủy đăng quay, hôm nay tới lượt ổng ẩn đăng quay. Này của anh là nghệ nhân á, của nghệ nhân làm vương miệng bằng nhà, bằng giấy á. Là ảnh làm, ảnh tặng. Cũng là người làm vương miệng. Cái gì đó mà là cái người mà hay chịu làm cho đoàn làm đó. Mấy cái sáp cho đoàn à. Mấy cái sáp cho đoàn này nọ là ảnh làm. Ẩn ẩn cỡ này mấy bà cỡ nào? Dĩnh chạy tới vương miệng. Tại nó bằng giấy chứ nó không phải bằng kim loại. Không, nếu mà nhìn sơ qua không biết á, thử bằng kim loại á. Nó bằng giấy á chị. Nó bằng giấy. Chắc bị, chưa lắc cái đầu nữa rồi. Giấy bị cứng thôi. Rồi ok. Thôi chắc thêm. Chị nghĩ thêm đi cho chắc. Ừ. Thì sao nó rụt rịch thôi. Cái này là bay, bay vô miệng là bay luôn cái đầu. Vậy tự nhiên hồi đó cái đầu kia không có đội dương miệng. Đúng rồi, cái đầu kia không có đội dương miệng. Cái đầu kia để tóc kia đâu có đẹp. Hắn đã chuẩn bị xong rồi mọi người. Được chưa? Có hai bên này cây. Xin lỗi chị à, tối qua không có ngủ à. Làm gì mà cả buổi trời. Không có đặt được xe. Em đặt xe hơi mà không có đặt, không có chiến lý nhận. Chứ không phải là tôi đi trễ đâu ạ. À. Lôi xe hơi, đặt xe hơi, đặt anh ơi em bị gấp đi trễ rồi. Rồi đúng không? Đúng rồi. Em bị trễ á, cái anh chạy lẹ giúp em nha. Cũng chạy còn lâu hơn đi xe máy. Được chưa? Kẹt xe. Đeo sát không? Gì? Sát luôn hả? Trời ơi, tôi có sát tôi nó đàng hoàng quá trời. Đầy đủ quá rồi. Ủa. Trời ơi. Đứng dậy. Đứng dậy. Cho người ta coi nè. Đó. Ý chưa? Ủa sao chị không thay đồ? Đây, lấy cái
Dạ mấy tháng, à, giờ lỏng mấy tháng. Gì chị? Tao mặc đồ này mà má. Ủa sao mọi người mặc đồ ấy kia mà? Sao anh lên vậy? Để chị nói bận đồ bộ để giới thiệu trọng đội. Trời ơi, sáng tao bỏ cái cục ế đâu rồi trời. Ừ. Dạ không phải là ông Nao Quát chào khách nha. Đi phạm Nao Sát nè. Được phải không? Tắt được không? Cô chán chừng sẽ được không mà. Đó, mấy mát cỡ nào? Ừ, ai làm lại? Cỡ này mấy mát cỡ nào? Mọi người sẽ gặp hai cô gái Hương Quả và Ẩn Ẩn. Đây là đang chờ, đang chờ phỏng vấn trong phòng tối. Hình đợi đi, em đợi đi chứ đừng vô lỡ mất công đang quay. Trời ơi bé bé. Ủa cái máy sấy mà. Quang nè đằng nhé. Để Luna với bé ba là một tiếng chung. Luna nó kệ à, màu tím với mày á. Ủa Luna, ờ Luna mặc đồ tím á. Ủa nè. Có hẹn nhau không mà sao giống đồ nhau vậy? Cái đầu ngựa bị lật lên là trời ơi. Đâu? Cái dòng của con ngựa giống cái con ngựa giống con ngựa giống của mình ha. Nó không bị lật ngược kìa. Này phải có cái tay á. Để giống như là cái tay vẽ này có kiểu queen. Cái này em cũng có bị, nó bị đứt rồi. Đứt một bên cái em bẻ một bên luôn. Thì vậy nó mọc. Nó có đều hai bên nâu, hai bên úp ra bên úp vô vậy chị? À biết. Thôi đi xếp hàng chụp hình cho anh. Không biết có đúng nào trong công ty. Hồ sơ em có đem theo chưa? Bữa nay tụi em đi phỏng vấn xin việc. Hồ sơ em có sẵn rồi, em chỉ cần cởi mua đồ này là có. Đi phỏng vấn xin việc nha mọi người. À đi phỏng vấn xin việc đó. Hôm nay em đi bán vé số. Bán vé số giờ trang điểm vậy không đó? Em với Luna có hẹn hôm sau cùng màu với nhau. Không, em không hẹn. Ây, lấy mày nhìn mũi nha. Cuộc đời em đã quên môi cười. Dù lòng sẽ cố quên, mà tìm yêu vẫn mãi gọi tên. Đêm về trong hoạn vắng, nước mắt rơi, ối trời nó rớt nón biết bao nhiêu lần. À, hỏi thăm anh Na, phỏng vấn mình phỏng vấn có kết quả đậu chưa? À, hôm nay mặc bộ đồ này rất là vui là đã đạt đậu vào công ty rồi. Công ty cho chim ăn, cho kéo dịch đồ ăn. Trời xin lỗi à. Hai đồ ăn hôm nay đi gặp hoa hậu nhiều quá. Thôi, rồi. Em chương trình đi nói chuyện. Không có con riết được chương trình đi đừng có nói chuyện đó. Bây giờ chỉ bay vô đi là chị nói chuyện. Mấy chương không chơi mà còn làm coi đó. Vậy mấy chương không chơi hả? Có hả? Không chơi luôn. Tụi mình chơi xong rồi cuối cùng phải là gặp Trương May nha, bán đồ ăn cho mấy em ăn đó. Mấy thôi
báo đồ ăn thôi, nhiều mới vào đó, đó mà hồi đấy mà có hỗ trợ gì đó chị Mai Trương chạy ra chị vô thôi khỏi đi ha. Ê, cái chương miệng chị nhìn thiệt quá ha, Mai Trương không có tiền để mua được cái chương miệng chị giả trên mạng luôn. Gì dương miệng này là cắt từ giấy ra không, em không có tiền, có tiền cũng không có mua được dương miệng này đâu em. Trời ơi, cắt từ giấy ra mà làm giọng gì vậy trời. Em ơi, của nghệ nhân người ta làm đàng hoàng quả, chứ không phải là ba cái đồ trên Shopee. Trên Shopee là có tiền là mua được dương giả hả? Trời ơi, qua hương quả mới biết đây là dương miệng giả hả? Rồi miếng chết rồi chị ơi, miếng chết miếng rồi, chết miếng miếng kỳ trời, miếng chị Anna kỳ vậy. Miếng tết, miếng tết. Hài tết Anna hả? Trời ơi là trời. Mấy mình về phòng mình thay nhà luôn đi con gái thường chị bà xuống nhà. Ủa nó nghe nè, coi gì coi đi phỏng vấn gì xong. Trời ơi nè ơi. Hello. Trời giống khỉ quá. Ê, nó nghe nè, chưa chơi chị leo nó xong cái chị vượt chân té xuống đó cá ghĩa chị. Sao hên quá vậy em? Hôm nay Anna đi chợ. Đi chợ trên cây. Đi chợ sao mặc đồ nổi quá vậy nè. Ôi, có một anh trai đẹp kìa. Anh Giang ơi, anh Giang. Tao kìa sao xuống. Rồi sao xuống nè. Đó nghĩ vậy là đẹp không? Ê, chị Dung nhấn má mì quá ha. Má mì Dung ngồi kìa. Má mì ở đây người ta đơn giản, ở đây người ta cũng đơn giản, tao bạn ba mà tao ba thế bạn... ba gỗ ghen đúng không chị Na? Giống trong sao chị em xích kem trên gì em trộn thôi à. Chị xích kem trộn mới vui quạnh 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 nó vui vơm. Ủa em phỏng vấn này hả? Chắc vậy á, không thấy. Đó. Đây là những cô gái đang đi phỏng vấn xin vô công ty. Hai cô gái chuẩn bị đi phỏng vấn xin xin vô xin việc nè. Ê, mày có cái cây đeo len không? Thầy Lê Vy. Bây giờ đeo giùm tao được không? Không có đeo. Bây giờ mượn đi. Tao bị gớt mẹ cái cây đó rồi. Nhớ làm vô cái nước của mình. Mẫu Vi nè, vừa mới làm tóc. Bây giờ là các thành viên đang chuẩn bị set up cảnh quay cho mọi người nha. Mọi người nhớ đón xem các tập của Bích Chi trên Sài Gòn Tân Thời và đón xem hậu trường nữa nha. Rồi bye bye mọi người. Hết luôn, hết người luôn đi. Mày là con chó. Mày là con chó. Không, cái này con chó đớp. Trời ơi, chị đâu có học. Không có con bò nào mà đớp nhiều. Ông mày em đã. Trời ơi, chị ơi, cái cũng bị ồn ào quá rồi. Không có cái gì đâu. Cặp ở trên ta.